Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú. Giao lô một phôi sam ngọc nha, hàng mini siêu lúa nha anh chị cô chú. Một lúa này anh chị cô chú so lại thấu keo giúp em nha. Đây là những chi chốt sống không có bùi keo nha. Cái bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Đây là bầu sơ dừa nha. Những chi chốt sống nha. Đây nó uống trong đây lũa thiếp nha, lũa thiếp âm thanh. Rồi, cảm ơn chị và chú đã xem bài và ủng hộ luôn.